chân lên. Ôi, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây à? Con giờ này còn quàng cái gì nữa, cành cành cái chân lên quan về rồi cái kia. Không khéo của tao với mày này mất cái tên đấy, nhanh lên. Dạ. Dạ, con chào quan ạ. Dạ, bẩm quan. Quan về. Sao quan không báo cho chúng con để chúng con cho người ra nghênh tiếp đón quan cho nó long trọng à? Báo trước à? Báo trước thì làm sao mà ta biết người ăn chặn tiền từ thiện của dân thế nào? Hả? Báo trước để ngươi đề phòng à? Dạ, ăn chặn đâu ạ? Dạ, bẩm quan. Con đã phát đầy đủ hết rồi, không thiếu người nào ạ. Không thiếu người nào thì cái gì đây? Hả? Tại sao phát chẩn rồi mà dân phải đi ăn mày? Dạ, quan ơi, quan tin làm gì? Cái lũ dân đen này, chúng nó vu khống đó mà. Dạ bẩm quan, con chỉ nhận được thịt và gạo, còn đâm hào thì không có đâu ạ. Thôi, không phải vòng vo dài dòng. Bây giờ ngươi về sao kê đầy đủ sổ sách giấy tờ đã từ thiện. Đồng thời, ngươi phải phát đầy đủ gạo, thịt và năm hào cho người dân ăn Tết. Rõ chưa? Còn người nào phải đi ăn mày, ta sẽ xử lý người đến đấy. Dạ. Dạ bẩm cái gì? Nhanh lên. Ôi, cụ ơi, nhanh lên, về chuẩn bị nhanh lên. Chứ không Tết này ấy, cụ ăn Tết ở trong ngục đấy. Phí phui cái bộ mày. Dạ, con đi nhanh. Đi. Này, cho ngươi tiền về mán Tết nhá. Dạ, đa tạ quan lớn. Đa tạ cụ Lý ạ. Đủ năm hào đấy, về đi. Thế là Tết này gia đình con lại có cái Tết rồi. Ừ, thôi về, rồi, đi. Về đi. Này ông Lý. Dạ. Còn cái gì kia? Dạ, bẩm quan, tất cả nó ở trong này. Anh chả, giấy tờ sổ sách mà nhiều thế này cả. Ừ, tất cả trong này hết. Chứng tỏ là ông làm việc rất là chu đáo tỉ mỉ đấy chứ. Vâng, còn chu đáo làm, bẩm quan còn rất kỳ là chu đáo. Được rồi, ta sẽ có trách nhiệm đọc từng tờ một cẩn thận nhá. Dạ. Mà ta nhắc ông luôn này, từ nay ấy, nhớ là làm việc cẩn thận và chăm lo cho dân. Chứ dân đen người ta là khổ lắm rồi, đừng có vắt kiệt người ta nữa. Dạ vâng vâng, con không vắt kiệt đâu. Con mà đã vắt thì dạ con không dám vắt nữa. Ừ. Dạ. Thế ta về đây. Quan ơi, quan ở lại ăn bữa cơm đạm bạc với chúng con mà. Đạm bạc à? Gần Tết rồi, ta bận trăm công nghìn việc, không có thời gian để ăn uống đâu. Mà ta nhắc anh rồi, đừng có bày ra những cái trò ăn uống mà dân người ta khổ. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Con nhớ rồi. Thế bây giờ cho ta mượn anh nô, chứ sức ta thế này thì không thể bê nổi cái bọc sổ sách này đâu. Dạ vâng ạ. Được ngay ạ, nô. Dạ. Bê cho cụ. Quan cứ yên tâm đi, hầu của con cũng như là hầu của quan mà. Tốt. Anh nô. Dạ. Ôi, cầm luôn cho ta tiền đi. Dạ. Ta làm việc nên là không muốn đụng vào công quỹ. Dạ. Quan thanh liêm quá. Nào thôi, về. Dạ. Mời quan lớn ạ. Con xin chào quan ạ. Ta về. Con chào quan ạ. Lão này lão khôn thật. Vừa được tiền lại vừa được lòng dân. Mình thức đêm thức hôm để kiếm được ít tiền, bây giờ toi hết rồi. Công nhận lão này cao thủ thật đấy. Tại cụ cũng tham quá cơ. Mày bảo ai tham đi, cũng buộc cho mày chết rồi. Đi vào đi làm đi. Vâng. Thôi, tiễn ta đến đây được rồi. Dạ. Nhá. Dạ bẩm quan lớn. Quan lớn quả là người oai phong lẫm liệt, hết ra lửa luôn đấy. Quan lớn chỉ cần nói một câu thôi mà trong vòng phút mốt
cụ Lý là phải giao lại toàn bộ cái số tiền cụ Lý định ăn chặn của dân. Dạ bẩm quan, nhiều tiền này thì quan tha hồ mà hưởng quan nhỉ. Này, dạ. Hưởng cái gì? Dạ thì quan là đi làm việc lo cho dân cho nước. Dân mà nghèo ấy là quan thương. Dạ. Dân mà khổ ấy thì quan xót ạ. Quan càng thương. Dạ. Ê, chứ mày nói là hưởng ấy thì chẳng hóa là quan tham à? Con hiểu ý quan rồi. Tức là toàn bộ mà cái số tiền này này là quan lại sẽ phát triển cho dân đúng không ạ? Đấy, ta định thế này. Dạ. Ta sẽ thu hồi rồi sẽ kêu gọi thêm từ thiện. Chờ có cái dịp nào đó thì ta phát luôn một thể. Ủa quan ơi, chờ đến bao giờ hả quan? Con sợ đến cái lúc mà dân mà nhận được cái tiền phát triển này của quan ấy chắc là cũng xanh cỏ hết rồi. Theo con là như này, con là người ở trong làng này, con là con gần dân và hiểu dân hơn quan đấy. Tức là con nắm được là chân tơ kẽ tóc, là nhà nào nghèo khó là con biết hết. Vì thế cho nên là quan cứ để con phát triển cho dân đi nhá, đỡ quan mất công. Mọi người ơi, bà con trong làng ơi, ra mà nhận tiền phát triển của quan lớn này. Quan lớn tốt bụng lắm, anh minh lắm mọi người ơi. Dạ, bẩm quan, nó biết rồi. Ôi, cái thằng mất dạy. Bao nhiêu công âm mưu tính toán, tưởng là ăn không được cái số tiền này rồi, chứ mà lại đi phát cho dân cho nó phung phí ra. Nhưng mà bây giờ mà thu hồi lại thì lại mang tiếng là quan tham. Thôi, tôi cũng đành. Mất tiền ấy, nhưng mà còn mang được cái tiếng là thương dân ha. Năm nào mà chó có thiên tai bão lụt ha. Về. Mọi người ơi, mọi người ơi, ra đây mà nhận cái tiền phát triển của quan lớn này. Mọi người ơi, đây 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 đây. Hôm trước là được nhận gạo nhận thịt rồi, hôm nay lại được nhận thêm 5 hào mà. Cái này là cụ Lý định ăn chặn đấy. Của quan lớn hả? Tôi đây nhá. Ôi quan lớn anh minh thế nhở, chả như cụ Lý làng mình. Tôi đúng rồi đấy. Này này nhá. Thế gần nhà còn mạnh tí nữa. Mạnh mấy tí gì, ông ấy cũng định ăn chặn giống cụ Lý à? Gặp người nào thì phát người đấy, nghe chưa? Thôi này này, mọi người cầm tiền đi, về mà sắm Tết ăn một cái Tết thật là no ấm hạnh phúc nhá. Tôi đi phát tiếp cho dân làng đây. Bà con ơi, ra nhận tiền đây. Anh Trưng có thịt rồi, tí thì bị cụ Lý ăn mất. May lại lấy lại được. Trời ơi. Này, dạ. Phía trước là làng lỏm rồi, vừa rồi đã xong một thằng. Thế bây giờ đến nhà nào nữa nhỉ? Dạ, bẩm quan ạ, bây giờ là đến nhà lão Lý trưởng Phú ạ. Thêm nhà lão Phú ông tên là Tân ở trong làng ạ. Lão này nhiều lần là nhăm nhe với con là đòi hối lộ để sang năm là quan cất nhắc hắn thay lão Phú làm lý trưởng ạ. Đúng là trâu bò đánh nhau rủi mũi chết này. Bố lão, ai là rủi mũi ở đây? Phải nói là trâu bò đánh nhau, tội gì mà ta không hưởng. Dạ đúng ạ. Quan nói chí phải ạ. Được rồi, đến nhà lão lý trưởng, ta sẽ tặng cho lão một món quà đặc biệt. Dạ, quan thật là thông minh, bái phục quan. Đi. Dạ, con mời quan ạ. Thể dục thể thao, có sức khỏe, con đường thăng quan tiến chức của mình sáng vời vợi. Sau này con làm quan, con lấy sức sức khỏe mà làm việc thế đấy. Ông Lý ơi, ai đây? Ôi dạ, ôi trời ơi, dạ con chào quan ạ. Dạ con xin lỗi quan, con mải tập thể dục để nâng cao sức khỏe, không biết quà đến ạ. Dạ, mời quan vào nhà uống nước ạ. Thôi khỏi. Dạ. Ta đi công việc, không có thời gian uống nước. Dạ. Này, hôm nay mà ông Lý lại có ngẫu hứng để tập thể dục thể thao thế này à?
này, rèn luyện thân thể giữ sức khỏe để mà phục vụ nhân dân tốt. Dạ bẩm quan, phải tập cho nó có sức khỏe để còn phục vụ quan kìa. À, ta không có thời gian để uống nước đâu. Ô thế ạ? Ừ, ta đi thị sát đê điều. Vâng. Nhân tiện là kiểm tra xem là tình hình nước nôi thế nào. Nhỡ là gần Tết đến nơi rồi, lũ nó kéo về thì có phải là dân ta mất ăn Tết không? Ôi dồi ôi. Hơn nữa ấy, là sau Tết là dân ta còn phải làm vụ đông xuân nữa. Dạ. Quan trọng lắm. Dạ vâng, rồi ôi, quan nghĩ sao nữa? Sâu sắc mà nghĩ xa thế. Thế này thì dân được nhờ quan lắm ạ. Dạ. Dạ không ai sâu sắc như quan này. Quan là tấm gương chúng con phải học à. Dạ. Tấm gương sáng ở đây ạ. Ừ, thôi được rồi. Dạ. À, thế này nhá. Dạ. Hôm nay ta vào thăm ông và dạ, muốn tặng cho ông một món quà. Ôi dồi. Dạ. Con lại có cả quà kìa. Dạ, dạ bẩm quan, con cũng định đang thu xếp để có chút việc muốn gặp quan. Việc gì? Dạ, cũng như mọi năm. Này, dạ, năm nay đời sống của dân ta còn nhiều khó khăn, nhá. Nhất là tình hình dịch bệnh vừa mới đi qua, ta không tiếp khách và ta cấm các chức sắc trong làng biếu quà Tết cho ta. Úi dồi, đội ơn quan. Quan nghĩ nó sâu sắc quá. Chúng con rất cảm tạ quan này. Năm nay nó cũng hơi kém hơn mọi năm. Ừ. Dạ. Lính. Ông Lý ạ. Dạ. Các lý trưởng của các làng xã trong huyện ta thời gian qua đã rất nỗ lực tích cực. Vâng. Đẩy lùi được dịch bệnh. Là. Ừ. Ta muốn tặng ông một món quà. Chúng con có quà. Đội ơn quan à. Này ông Lý, quan tôi nổi tiếng là người thương dân. Năm nay ấy, Tết đến rồi mà quan bà vẫn phải làm khung tranh ấy để bán lấy tiền tiêu Tết đấy. Ông thấy quan tôi là người liêm khiết chưa? Ha! Việc của nhà ngươi à? Quan ơi, quan thanh liêm quá là quan bà làm khung cũng tranh để đi bán thế này. Dạ đúng là thế này thì dân tình chúng con được nhờ quá, xin đội ơn quan ông lẫn cả quan bà nữa. À. Thôi được rồi. Dạ. Ta còn phải đi gặp nhiều lý trưởng khác nữa. Dạ bẩm quan, quan ở lại con cho hầu nấu cơm nấu rất nhanh để quan ăn đã. Thôi ta còn phải đi gặp nhiều lý trưởng của các làng khác nữa. Dạ. Ta không có thời gian ăn cơm. Dạ. À, và ta nhắc luôn nhá. Vâng. Tết nhất đến nơi rồi, chăm lo cho dân một chút. Dạ vâng. Chứ những cái chuyện cỗ bàn dẹp đi. Vâng. Nhá. Dạ. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Các chức sắc trong làng tuyệt đối không được cơm nước để mà tiếp khách tiếp khứa nữa. Ôi dồi. Rõ chưa? Dạ con nhớ ạ. Ta đi. Dạ con kính chào quan ạ. Mời quan ạ. Cái gì này? Tết đến rượu ngon đưa mấy chén. Ái da. Xuân về bút mới thử vài trang. À. Kinh giờ này. Quan lại có cả thơ. À. Tặng mình mỗi cái bức tranh này không? Mà lại không có khung. Ấy trời ơi, lão này thâm nho cỏ gáy thật. Tặng tranh không và vợ này đi bán khung. Ôi trời ơi, thế thì bảo thẳng năm nay mua khung tranh của vợ cho nó xong. Lão này công nhận thâm nho thật. Trên đời cái độ thâm nho lão này chỉ có là số 1, số 2 không bao giờ có. Tôi đi guốc ở trong bụng lão ơi. Lại ơi trời. Tranh cảnh. Đọc tiếp. Ôi thằng ngô đó là. Cụ Lý à, thế ca gió lợn, cơn gió lạ nào đưa cụ đến đây?
Ủa sao nhiều guốc thế này? Cụ ơi, cái guốc này là guốc xếp chỗ để vào nhà quan lớn mua khung tranh đấy. Vâng. Tao đi mua khung tranh đây. Cụ cũng đi mua khung tranh nhá. Thế mày làm gì ở đây? Con á, con đứng xếp chỗ để vào mua khung tranh. Mày, cái ngữ mày một trinh một các không có mà ông đòi mua khung tranh. Sao mày, cái điều của mày làm sao mà nó tự dưng nó là phọt ra thế? Con trêu cụ thôi. Chứ thực ra là thế này, lúc nãy ấy, trên đường con đi qua đây thì cái lão phú ông ấy mới thuê con đứng thế chỗ cho lão ý một lúc để lão ấy chạy về nhà lấy thêm tiền để vào mua khung tranh con huyện đấy. Ấy là phú ông lắm tiền thế kìa. Vâng, phú ông có mà đầy tiền. Ai như ông một cắc một thảo cũng không có, bà Lý giữ hết. Thôi cụ về đi, cụ về. Thôi muốn dậy đây. Dạ. Tao đường đường chính chính là lý trưởng, cai quản cả cái làng này. Mày đi bảo tao không có một chinh một cắc là thế nào? Dạ. Ông ơi, chào ra, để tao vào. Ê, cụ ơi, cụ con bảo này. Sao? Cụ nhìn đi, đây là người ta đều xếp chỗ đàng hoàng rồi nhá. Bây giờ cụ đến sau thì cụ phải đứng ở sau, chứ không có cái chuyện mà cụ đến sau mà cụ đòi lên trước đâu. Ừ, bản dân thiên hạ người ta biết, người ta cười cho cụ thối mặt kìa. Mày bảo ai thối mặt kìa? Thằng này, trời, thằng bố láo này. Dạ. Tao đường đường chính chính là lý trưởng, mày bảo tao xếp hàng này. Dạ, con nhau bố láo bố láo này, con nhau bố láo. Tua mà chỉ cua vào mặt. Thằng nào đem ba hả? Thằng này, ba đây làm gì hả? Dạ, bẩm ba, con đến đây để mua khung tranh nhưng mà đang thiếu tiền, thì con về nhà con lấy nhá. Con đi về đi. Dạ, con chào cô Lý, con chào Lý. Nếu mà mặt bà hả? Dạ, bà cho con xin lại cái guốc. Dạ, bà con xin lỗi bà nhá. Này, con ném cái guốc này ném mà thằng ngu đấy. Thằng nó bố láo bố nhật lắm. Nó lại dám bảo là con không có tiền. Không sao. Tôi quen rồi, không sao đâu. Ông nhờ tôi đi vắng rồi. Thế chú đến có việc gì? Bấm bà. Con đến, con mua khung tranh nè. Chú đến để mua khung tranh chứ gì? Vâng. Tôi lại cứ tưởng chú đi cửa sau. Ông nhờ tôi là cấm tôi nhận quà cửa sau đấy nhá. Vâng. Ông nhờ tôi mà biết là chết đấy. Vâng, con rất hiểu mà. Con luôn chấp hành nghiêm những chỉ thị của ông nhà. Là hôm nay con đến con mua khung tranh. Này, đến mua khung tranh nhà tôi bán rẻ lắm. Vâng. Gần như là tôi cho ấy. Vâng. Tôi chỉ cần kiếm ít tiền để tiêu Tết thôi. Vâng, con biết. Chú vào đây. Vâng, cảm ơn. Nhiều thế này à? Đây. Còn xếp hàng nhiều lắm. Đây, chú vào đi. Dạ, vâng. Đây, vâng. Đây, còn nhiều thì tôi phải biết vào đi. Vâng ạ. Đẹp chưa? Mà Tết này không ở nhà lo Tết đi, mà đấy đi mua khung tranh. Dạ, bẩm bà. Quả thật là tôi nghe người ta đồn là khung tranh của bà tốt lắm. Thấy. Mối với mọt chỉ đứng ngoài khóc thôi. Đấy. Thế nên là tôi phải mua một cái để tôi, dùng ạ. Tôi cũng định thôi rồi đấy. Không làm bận rộn lắm. Thế mà thấy bà con hàng xóm yêu mến. Thế là tôi lại phải làm. Để Tết này bà con hàng xóm có cái khung để treo tranh. Chứ ai lại dán ở tường nhỉ? Dạ vâng, bà nói đúng quá. Ở trên đời phải có trước, có sau. Đấy. Thì mọi người mới yêu quý. Đấy, đấy. Chú thấy đẹp không? Đấy. Vâng. Cái khung tranh này bà định bán giá bao nhiêu ạ? Tôi bán rẻ lắm, vừa bán vừa cho mà. Vâng. Cái ở trong nhà nó xấu xấu ấy thì tôi bán 2 lượng. Nhưng mà cái này tuyệt vời thì tôi bán 5 lượng. Ôi giời ơi. Ôi mà cái khung này vốn đất của tôi, cứ bán 10 lượng đấy. Dạ 10 lượng ạ. Ôi giời ơi, làm thế nào, không bán đền đấy. Ôi giời ơi, bảo bà đi làm thế nào ạ? Này, nói cho chú biết nhé. Cái khung này đẹp nhất của tôi này, tôi bán 10 lượng. Nhưng tôi nể chú tôi bán có 5 lượng thôi. Ôi giời ơi, 5 lượng ấy ạ? 5 lượng, tôi mua ở ngoài ấy, được mấy chục cái khung này ấy. Mà tôi nói cho chú biết nhé, chú đừng bì phần với voi nhá, kiến với voi nhá. Chú không mua, chú cứ phải đền tôi đi, 5 lượng đấy. Dạ vâng, tôi biết là kiến như thế nào mà con voi như thế nào. Bỏng con bà, tôi biết hết. Dạ thôi, tôi cầm cái khung này về. Có gì tôi sửa, xong mua hay không thì xin gặp bà sau.
Tôi xin bà, tôi về nhá. Lạ gì cái mặt cả chú nữa. Không đền được không xong với bà đâu nhá. Để xem cái chức lý trưởng năm sau có còn được không. Này, bà nói cho bà biết nhá. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Dại lắm con à. Đi đời cái lý trưởng nhà con đấy. Trời ơi, chậu đào của tôi, chậu đào lộc đây. Đây, 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 đây. Ôi dồi ôi, cái chậu đào cho bà đẹp quá. Cái thế này nó gọi là thế rồng cuộn hổ ngồi ấy. Dạ, bẩm bà, hôm trước con đã nói với quan ông rồi. Có. Cái chậu đào này ấy, mà về nhà con ấy, thì nó rất hợp phong thủy. Dạ. Cho nên là con xin mua chậu đào này của ông bà với giá là 10 lượng vàng ạ. À, 10 lượng vàng? Dạ. Chú có bị sao không? Không sao. Không sao cả. Là bấm bà, hôm trước ấy con không mua khung tranh của bà là vì hôm nay con dồn hết tiền vào để con mua chậu đào này của bà. Âu. Dạ. Cái gì này? Đây ông. À. Dạ. Taxi. Đầy đủ không thiếu. 10 lạng. Tôi cất vào nhá. Dạ. Tôi cất xong tôi miễn xuống ra ngoài nhá. Chờ đây. Ôi, sao đắt thế? Xót ruột lắm mày đừng nói nữa. Đắt thế mà cũng mua được. Im mồm. Nó đang già đấy. Nào, là hai thầy trò về nhá. Dạ. Chậu đào đi nhá. Ừ, tiếc quá cơ. Không. Dạ. Bê về con. Chậu đào lộc của tôi đấy. Dạ vâng, lộc. Chú lắm đấy nhá. Vâng, rất lộc. Dạ vâng. Nào. Chào thầy Lý nhá. Chúc cho thầy Lý ăn Tết ngon nhá. Vâng ạ. À, con chào con bà, con về. Chào thầy. Dạ, con chào bà, con về. Đắt thế này mà cũng mua. Bà, người ta vừa mua cây đào xong, làm sao mà người ta vứt được ạ? À? Của một đống tiền ra đấy. Sao thằng này ngu thế? Ông bà Đậu à? Theo hầu cụ mãi mà cũng không khôn lên được. Vẫn là thằng lính quèn. Mày nhận mang về cho bà, nhớ chưa? Dạ, dạ. Cầm nó to vậy. Con đi đây bà ạ. Ừ. Trời ơi, đời nào chúng mày chịu mang cái chậu đào ấy về, rồi bà sẽ hành chúng mày chán, nhớ chưa? Cụ đi nhanh thế. À, dạ. Tao nhìn cây đào, tao ngứa mắt. Vứt mẹ. Ấy, ngứa mắt mà cụ lại bỏ ra đống tiền để cụ mua làm gì? Nó phí ra. Phí cái gì? Cành đào này mà về cắm Tết ấy, người ta cười cho thối mũi. Vứt đi. Càng nhàn thân con. Vứt đi. Đào mới chả điếc. Con bà thật là sâu sắc mà. Quả nhiên ý là con bà nói không sai. Bà. Này, ông thấy tôi tài chưa? Ấy, tài chưa? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Này này này. Tiền bán khung tranh với cả cây đào đấy, mà nhiều thế này cơ. Đấy. Này, ông đi cả năm có được thế này đâu. Người ta phải
Không, cái đầu ông hiểu chưa? Tài chưa? Thích chưa? Tôi phải công nhận là bà rất là thông minh. Thế mới là vợ của tôi chứ. Này này, tôi bây giờ bảo cất kỹ đi nhá. Tôi phải đi công việc. Đi nhá. Đúng rồi. Hầu ông. Đúng là một lũ tham quan. Được rồi, ta sẽ trộm hết toàn bộ số vàng này chia cho dân nghèo. Làm sao mà ngồi đây khóc thút thít thế này? Cái gì? Vàng tiền rồi. Mất cái gì? Vàng tiền à? Hả? Vàng tiền à? Mất vàng á? Này 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 này, cái số vàng bà vừa đem về á? Ôi, bao nhiêu thế? Bà để đâu mà mất? Bà đâu mất đấy rồi? Ôi trời ơi, chúng mày đâu? Đi tìm vàng không? Ôi, nhưng mà của một đống như thế, không đi tìm thì làm sao? Thế để chịu mất à? Nhưng mà ông nói to thế, năm sau ông mất chức thì sao? Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào? Nhiều thế cơ mà. Tôi có cách. Cách gì? Ôi giời ơi, không được. Thì tôi hỏi bà nhé, khung tranh với đào thì nó đã mua của mình rồi. Thế chẳng nhẽ giờ tôi lại cứ đến cửa nhà chúng nó mà bán à? Thế tôi hỏi ông nhé, đào với tranh của tôi mới vứt hết đi rồi, ông cứ làm theo kế hoạch của tôi sẽ thu về gấp 2-3 lần. Chuẩn. Tôi phải thừa nhận là bà thông minh thật đấy. Chuyện tôi là vợ ông mà. Tôi mà đã kiếm tiền là tôi là người thứ hai, không ai là người thứ một. Được, tôi sẽ làm theo ý bà. Đấy, đào đào này mới phải là đào chứ gì. Cô ơi. Cái gì? Có quan lớn đến ạ. Quan lớn đến à? Dạ vâng. Mời quan vào, mau lên mời quan vào. Dạ, con mời quan ạ. Cái gì đấy? Dạ, con chào quan ạ. Chắc là quan lại đi vi hành xem dân chúng sống như thế nào. Dạ, có đúng không ạ? Lý trưởng. Dạ. Tết nhất đến đâu rồi? Dạ, cũng thường thường thôi ạ. Dạ. Tốt. Đào quất đã sắm đầy đủ cả chưa? Dạ, đào sắm đầy đủ rồi. Con cảm ơn quan. Quan bán cho con cây đào đẹp. Thôi đó đẹp, rất đẹp. Ta đến cũng vì việc cây đào đấy. Dạ sao ạ? Có sao nữa. Nói thật với nhà ngươi nhá, không phải là ta tiếc cây đào đâu. Thế nhưng mà ta tiếc mấy lượng vàng mà ta chót giấu ở dưới gốc cây đào. Bà ấy lại không biết bán cây đào cho nhà ngươi. Không phải cành đào này. Cây đào đấy đâu rồi? Dạ, bẩm quan. Cây đào mà con mua của quan ấy, quan bằng để sau nhà, để cho nó hứng cái sương trời cho nó tươi.
À thế hả? À thế tốt rồi. Này, Tết từ đến nơi rồi, mà tôi thì lại rất cần tiền, nên tôi mới phải thân chinh tới đây. Dạ. Ông Lý. Dạ. Mau lấy vàng trả cho quan, để quan còn về nhà bao việc đấy. Ông mau mang vàng ở dưới cái đào lên đây. Dạ. Ông Lý thông cảm. Dạ, bẩm quan, con là người rất là thà, con thấy của rơi không bao giờ con mang về, con dùng của con trả lại cho người ấy rồi. Bẩm quan, nhưng mà dạ vâng, được rồi, con sẽ lấy đào cho quan đây. Dạ. Trời ơi. Sao cái số tao nó là khổ thế này? Tết nhất đến nơi rồi mà tao bị hành các loại trên đời là thế nào? Con đã bảo cụ rồi, hôm trước cụ để cho con cố vác cái cây đào ấy về có phải là hay không? Về làm cái gì? Mà cái gốc đào đắt như thế, rồi cụ lại bảo con vứt đi. Thế bây giờ thì kiếm đâu ra gốc đào để mà đào vàng trả quan? Đắt cái gì? Cái cành của mục trồng ngoài vườn còn không muốn trồng. Mà cụ ơi, ai mà nhặt phải cái gốc đào ấy có khi giàu to hả cụ? Mày ngu, sao giàu to? Mày tưởng ở trong cái gốc đào có vàng à? Vâng ạ. Có mà vàng mắt đấy, có vàng nổi nữa ở dưới ao ấy. Đúng là cá mè nó là đè cá chép rồi. Cá mè, ai là cá mè mà ai là cá chép hả cụ? Mày vẫn chưa hiểu gì à? Con chưa. Quan huyện nó là cá mè, nó đè tao là con cá chép, tao lòi cả ruột ra rồi, lại mất một đống tiền rồi. Bây giờ phải làm thế nào cụ? Làm thế nào nữa? Thôi, thua. Chắc chắn là mình thấp cổ bế họng, nó đè mình lúc nào là mình chết lúc đấy. Tiền mất thì tật mang. Mày mà mày biết thừa đấy, cái cành đào nó xấu thế, mà ở trên đời có thằng nào điên ấy, nó lại cho vàng vào gốc đào nó trồng đâu. Thôi, đành phải mất tiền thôi. Ô, mình có lấy tiền của ai đâu mà mất được. Thế mới là đời nó thế đấy con ạ. Mày lớn lên mày khác sẽ hiểu. Thôi, vào lấy tiền đưa cho lão ấy. Không á, cái chức lý trưởng của mình nó phén lúc nào mà chả được. Mất Tết rồi Hồng ơi. Dạ, bẩm quan lớn ạ. À. Ở đây vàng của quan lớn đây ạ. Đúng vàng của ta rồi. Ông Lý đúng là người thật thà, nhặt được của rơi là trả lại người mất. Con đã nói rồi, con nhặt được của rơi con không bao giờ tham lam. Được rồi, đúng là vàng của ta thì ta sẽ nhận lại và mang về. Đến. Dạ. Việc này ấy, là ta sẽ báo cáo lên quan trên là ông Lý làng lỏm, huyện lỏm là người trung thực thật thà. Dạ vâng. Làm việc rất có trách nhiệm, thương dân. Dạ. Thôi, ta về nhé. Dạ, con về ạ. Này, mấy hôm nữa ấy, sang ta làm chén rượu khai xuân. Dạ. Dạ vâng, con sang ngay ạ. Dạ. Ê, ta về nhá. Dạ. Linh, về. Cậu ơi, mất hết rồi. Thôi cụ ơi, năm nay là năm dần, nên là cụ bị dần là đúng rồi. Nhưng mà lão hứa với tao rồi, tao mất bao nhiêu vàng, bao nhiêu tiền mà lão không thăng quan tiến chức cho tao ấy, tao có mà thì tao tuồng sống.
cứ cẩn thận vào. Gã cậu ra đây, chúng mày cứ liệu hồn đấy. Nhặt, nhặt dép cho cậu nhé đấy. Ôi giời ơi, mày đi cẩn thận vào. Sao thế? Ôi giời ơi, cái áo có làm sao không? Ôi, mày quá, nó không rách. Mày mà làm rách áo tao thì bán cả nhà mày đi cũng không đền nổi đâu. Mày có biết cái áo của tao làm cái gì không? Con không ạ. Áo của tao ấy là may bằng lụa đấy. Ô, cậu ơi, cậu đem cô lụa nhồi vào áo ạ? Nhồi cái đầu mày. Mà tại sao nhá, thầy tao lại có thể nuôi cơm nuôi gạo chúng mày được? Đúng là hai thằng đần. Thì bọn con đần, bọn con ngu, bọn con mới làm thuê cho nhà cậu chứ. Bọn con mà thông minh ấy, bọn con làm cậu rồi. Chỉ được cái là giỏi đây. Thôi đi, đứng lên. Cậu ơi, ai trông giống được cậu Quỳnh với lại cô Mây đang tình tứ ở gốc cây cậu ạ? Anh giống cái gì mà giống? Chính là chúng nó chứ còn giống cái gì mà giống hả? Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà chúng nó lại chim chuột nhau, bại hoại gia phong ở cái làng này. Tao phải cho chúng nó một trận mới được. Nhanh lên, cõng tao ra đấy. Mày nhanh cái chân lên. Cậu ơi. Cái gì? Con mệt quá, hay là cậu bảo thằng Nhạc cõng cậu được không ạ? Ôi. Này, thế mày cho cậu hỏi, mày có phải cháu cậu không? Dạ, con không ạ. Thế bao giờ mày là cháu của cậu nhá, thì mày sẽ không phải cõng nữa. Mà mày nhanh cái chân lên, không nhanh cái chân ấy, nó mà chạy mất, đánh tuốt xác mày ra đấy. Thế bây giờ cậu cho con hỏi cậu nhá. Thế đôi chân này là của con hay là của cậu ạ? Tất nhiên là của mày. Thì thế, thì bao giờ đôi chân này là của cậu ấy, thì con phải chạy nhanh được. Ôi giời ơi. Mày làm không? Ôi giời ơi. Nhạc ơi cứu cậu, Nhạc ơi cứu cậu. Cậu để con. Mày ơi, nó ném cậu ra đây. Cậu sụt lưng rồi, Nhạc ơi. Ôi. Đỡ cậu dậy. Thằng chết dẫm này. Ôi trời ơi, cái áo vừa mới mua của cậu. Ôi Nhạc ơi, cái áo lụa vừa mới mua của cậu. Ôi trời ơi, mày làm bẩn áo của cậu rồi. Cậu ơi, cho con xin cậu. Ôi trời ơi, mày làm bẩn áo thế này, làm sao tao gặp được cô Mây? Cái thằng chết dẫm này, ra thế nhá, tao bắt mày giặt luôn. Mày mà không giặt được, cái gì đưa tay, cái gì? Tao bảo thằng Nhạc đánh tuốt xác mày. Cậu ơi, con xin cậu, cậu đừng đánh con ạ. Cậu ơi, đi bỏ cái tay ra. Trời ơi, cậu ơi. Mày có giặt không? Con giặt. Cậu ơi, cậu ơi. Mày có giặt cho cậu không? Không, con xin cậu ạ. Nhạc, đuổi bắt nó cho cậu. Thằng Duy, đứng lại. Bỏ nó cho cậu. Ôi, cậu ơi. Mày che cho cậu. Cái thằng mất dạy kia. Mày định cõng rắn cắn cả nhà hả? Cậu ơi, cậu đừng đánh con, cậu ơi. Rồi. Áo cậu cường thơm quá. Đúng là áo lụa tơ tằm có khác. Con xin nhé. Cậu ơi, cậu bây giờ làm gì hả cậu? Còn làm cái gì nữa, đi về. Để ở đây người ta cười cậu à? Hả? Mày nhớ cái mặt đấy. Đi về. Cậu ơi, cậu cho con về với à? Này, bác kia, bác quần áo. Không lấy à? Dạ, con chào thầy ạ. Dạ, ôi, thầy nấu cơm rồi ạ? Sao không để con đi chợ về con nấu cho? Với lại, hôm nay có anh Quỳnh có ăn cơm. Thầy nấu cái này hơi ít, con chạy ù vào bếp con nấu cơm thầy nhá. Ít cái gì mà ít? Cơm mẹ con nhà mày nấu rõ lắm. Ăn không hết, chó nhà không ăn hết, lại còn phải chó hàng xóm. Ăn uống nó phải tiết kiệm chứ. À, mà cậu Quỳnh. Dạ.
cậu là khách. Cậu đến đây chắc là cậu ăn ở ngoài rồi. Chốc nữa đợi tôi ăn xong thì ngồi uống nước. Có phải không cậu Quỳnh? Dạ vâng ạ. Ui đâu giờ chị nhỉ? Dạ. Đấy, đến giờ cơm cũng thấy mặt bà ấy đâu, không biết là đi đâu nữa. Thế cơ chứ lại. Con chào thầy. Cậu Cường đấy à? Ôi chết. Cậu Quỳnh ăn ở thế nào mà đến bữa rồi thầy tôi lại không mời cậu Quỳnh vào ăn cơm thế này? Chả là cậu Quỳnh cậu là khách, cậu ăn cơm bên ngoài rồi. Lát nữa là uống nước thôi. Ê, cậu Cường sang chơi đấy à? Ôi dồi, chết. Thầy ăn uống sao đạm bạc thế này ạ? Kìa cô Mây, cô vào lấy cho tôi mượn cái đĩa. Tôi bày thịt chó ra cho thầy ăn cho nó sang mồm. Thằng này, dạ. Mày đi lấy cho cậu cái đĩa. Đừng để cô Mây động tay động chân cái gì cả. Bày thịt chó ra mâm cho cậu. Cậu cầm lấy ạ. Còn cái thằng này nữa, mày hạ cậu xuống. Chứ mày lắc lư thế này, cậu chóng mặt, cậu ngất ra đây bây giờ đấy. Còn cứ đợi lệnh cậu mãi thôi. Đúng đấy cậu ạ, hạ cánh thôi. Chứ mình có què cụt gì đâu mà phải nhờ người cõng. Cậu Cường nhỉ? Phải rồi. Nhưng mà đằng này có người hầu người hạ, chứ còn đâu mang tiếng như cậu Quỳnh. Nhiều chữ mà trên răng, dưới thì mặt cá chân thế này. Phải không mày? Dạ phải ạ. Thôi. Được rồi. Thế các cậu cứ đứng ở đây. Cậu Cường chờ tôi một tí. Tôi vào tôi sắp ít đồ. Ra rồi tôi với cậu Cường uống rượu nhá. Cậu Cường ngồi đi nhá. Phải thế chứ. Để con bày thịt chó ra tiếp bố vợ. Mày ngồi đây. Thịt chó nó thơm làm sao. Cậu Quỳnh ngồi xuống làm miếng mộc tồn ăn cho nó sang cái miệng lên. Cảm ơn cậu Cường, nhưng mà tôi không ăn thịt chó. Chết. Thế cậu Quỳnh này không ăn thịt chó, không ăn thịt đồng loại bao giờ. Đúng rồi, chó là bạn của người mà, tôi là bạn của chó. Chỉ có cái loại súc vật ấy thì mới quay lưng lại với cái nỗi đau của đồng loại để mà chăm sóc riêng cho cái bộ lông của mình. Cậu Cường à, không sao. Tao là người quân tử, đâm ra tao sẽ không chấp mày. Tao sẽ chơi với mày theo phong cách quân tử. Ui, cậu ơi, quân tử là quân tử thế nào? Quỳnh nghe bảo cậu là chó mà cậu lại không chấp. Với lại từ lúc tao mặc cái bộ áo mới này vào ấy thì tao cũng không thèm chất. Phải không chúng mày? Dạ phải. Thế thì chúng mày thử xem cái bộ áo của cậu nó như thế nào ấy nhỉ? Cái áo của cậu hơn 30 đồng, quần 50 lạng, còn cái đôi guốc dát cao su này nhé, hơn chục lạng đấy. Thế chúng mày thử nói xem trên người cậu có tổng cộng là bao nhiêu tiền? 50, chắc lại 50, tổng là hơn 100 lạng. Mày ấy có khổ danh để cháu cậu. Vâng, đúng rồi. Cậu Cường thì hơn tôi về tất cả. Cái gì cậu Cường cũng có. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có một thứ mà tôi có nhưng cậu lại không có đấy. Tao nói cho mày biết, ở trên đời này tất cả những gì xã hội có thì tao có, thậm chí là cả Mây. Nếu tao muốn, chả có gì là tao không có cả. Mày thử nói những cái gì mà tao không có xem nào. Thế cậu có dám đánh cược không? Có một thứ tôi có nhưng cậu không có đấy. Tao sợ mày chắc. Đánh cược. Thậm chí nếu như mày chỉ ra cái thứ mà tao không có, tao sẽ cho mày thêm 30 đồng. Được. Nhưng mà nếu cậu thua ấy, là cậu phải hứa với tôi từ nay về sau cậu không được giở cái trò tán tỉnh trêu ghẹo Mây đi nữa nhá. Được, quân tử nhất ngôn.
Mày thử nói xem tao không có cái gì. Mày, em lấy của anh kìa. Áo của cậu. Của anh ấy. Cậu có nhận ra cái áo này không? Áo của tao? Tại sao tao lại không nhận ra? Chính cái thằng ruồi nó làm bẩn của tao. Đó. Chính cái áo bẩn này là thứ mà tôi có, nhưng mà cậu không có đấy, đúng không? Thôi, tôi xin nhé, cảm ơn cậu. Về. Ông để chuyện đây. Mày trời ơi, nó lấy mất của tao 30 đồng rồi. Thế cái mặt cha nhà mày, tất cả là tại mày. Tại mày làm bẩn áo của tao, để tao mất áo, để bị thua. Mày đã đuổi đánh dốc sang cho cậu. Nhưng cậu làm gì sai? Này, cậu Cường. Ấy, có chuyện gì thế? Thì không ở lại ăn thịt chó à? Chó má cái gì? Của ông cả. Mày bắt cho cậu, nhanh lên. Mày. Kìa, này cậu Cường. Lạ nhỉ? Vừa thầy con, bây giờ lại nhảy bổ mặt mình. Không ăn thì thầy ăn tết nhé. Cái con mẹ này là con mẹ nào mà nhìn nó xấu thế? Cứ như con mẹ già ấy. Đừng pha. Ôi trời ơi. Người ta xinh đẹp thế này mà là nhìn một lúc mà rồi bán ra người ta thành con mẹ già à? Trời ơi. Ông ơi. Tôi đây mà. Tôi là vợ của ông đây mà. Vợ nào? Tôi là bà Lý đây mà. Lý nào? Tôi là vợ yêu của ông đấy mà. Lý Trưởng hả? Thì đúng Lý Trưởng mà, ông đấy. Đây không phải Lý Trưởng. Tôi với bà không quen biết gì nhau cả. Thấy lão Lý đi qua đây hợp vía nhập vào chơi thôi. Tôi là người ở đây. Dạ, không, ông không phải là ông Lý nhà tôi ạ. Tôi chết rồi, ông bị nhập thật rồi. Ôi, cụ ơi, thế là bao nhiêu người đi ngang qua đây cụ không vào. Cụ lại đi cụ nhập vào chồng con là thế nào hả cụ ơi? Thích nhập. Bây giờ thế này, cụ ơi, cụ thích gì? Cụ thích cái gì cụ cứ bảo con ạ. Con sẽ chiều, con xin cụ tha cho chồng con. Cụ thả chồng con về với con, cụ nhớ. Chả thích gì, thích cái con mẹ xè, đừng có ngồi gần lại. Thích thêm cái nữa là ăn, đói quá rồi, cho tôi ăn đi. Vâng. Mi cả, bảo cả cái tổng này, đừng có mon men lại gần đây. Đừng làm phiền tôi. Tôi thích yên tĩnh. Thích có một góc riêng tư. Hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Mày nghe thấy gì chưa? Bây giờ thế này nhá, mày đi tìm cái gì ngon ngon để dâng lên cụ nhá. Đặc biệt nhất nhá là mày đi giao khắp cả làng ấy. Mày nói là ở đây ý, là đang có vừa có cụ nhập cụ về ngự cụ... Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Cụ về ngự, thế cho nên là cấm ai được bé mảng đến đây nhá. Cấm ai được làm phiền cụ. Dạ vâng, đúng như thế đấy ạ. Đúng, tốt rồi. Dạ, vâng. Thế là thích lắm. Trời, cụ thích riêng tư. Thôi đi. Lại đây. Cái quan trọng nhất là đã mời tới cúng chưa? Bà yên tâm, thằng Đông nó đi gọi cậu Quỳnh rồi ạ. Thôi, đừng gọi thằng Quỳnh. Ông nhận ra tôi rồi hả? Không, ở đây thì kỵ thằng Quỳnh lắm. Dạ vâng, con xin lỗi ạ. Thấy mặt thằng Quỳnh là ghét rồi. Dạ
vâng. Đừng có gọi thằng Quỳnh đến dạ. Là vật cho lão Lý lăn đùng ra bây giờ. Không, con xin cụ cứ bình tĩnh ạ. Không ạ, Quỳnh hiền lắm ạ. Quỳnh không làm gì cụ đâu ạ. Không, mà chắc chắn là sẽ không có Quỳnh, cụ yên tâm nhá. Vừa ra vừa gọi. Đừng có ai đến đây làm phiền tôi nữa. Thằng này có lâu thế chứ. Ôi sao đi lâu thế hả con? Dạ, bẩm bà, bẩm ông, tôi đã đến ạ. Ôi dồi ôi, cậu Quỳnh đến rồi đấy à. Cậu Quỳnh ơi, ông nhà tôi nặng lắm cậu Quỳnh. Quỳnh. Cụ ấy là cụ à, kỵ Quỳnh lắm. Cứ nói đến Quỳnh ấy là sợ Quỳnh lên ấy. Thế thì gọi là Quỳnh đi bà. Đúng rồi. Vâng. Cậu Quỳnh ơi. Dạ. Nhà tôi là nặng lắm cơ. Bây giờ thế này này, cậu làm cách nào ấy để cho cụ đi, rồi ông Lý về với tôi nhá. Dạ. Giúp tôi cái. Bà yên tâm. À, theo kinh nghiệm dân gian ấy, vâng. Những người mà bị vong nhập như thế này này, vâng. Là chúng ta phải chuẩn bị một cái roi dâu to, chắc. Vâng. Sau đấy là phải thêm nước tiểu. Mình sẽ lấy cái roi dâu chấm vào nước tiểu, đánh vào người, lúc đấy sẽ tỉnh. Địch xạ. Địch xạ. Con vòng này cứng đấy. Cậu ơi. Làm luôn. Coi dâu thì có rồi. Thế nhưng mà cái nước ấy thì Ở đâu? Lấy ở Cổng ra, lấy ở đâu ra? Đúng rồi. Cậu không cho vòng. Nhanh lên. Sốt ruột quá cơ. Bà cầm giúp con. Bà ơi, hay là mình thử mấy phát đi, xem nó có hiệu nghiệm không? Đúng rồi, thử luôn đi. Đách sợ. Cụ nói gì đấy? Cụ đang liên thiên mà. Cụ không sợ. Ôi trời, bà ơi, mới thử phát một thôi mà cụ coi như đang coi kìa. Cái này chắc là... tức là ông Lý mới về được một nửa rồi. Cụ đi được nửa đường rồi đấy. Về làm thật luôn đây này. Đây. Làm luôn đi. Bà ơi, theo kinh nghiệm dân gian ấy, tức là mình sống ở đây ấy, cậu nhất. Đấy, xong đấy nhá. Đấy, bà thấy chưa? Mình sẽ đánh thẳng vào người ông. Ba roi. Không được. Hai roi nha bà. Năm roi cho chắc ăn. Mà nó tóm lại, vụt tới tấp đi. Khi nào cụ đi, ông Lý về là được. Về rồi, không phải vụt. Sao con lại ngồi đây? Sao mọi người đông thế này? Cụ ơi, cụ, con đây. Con vừa nói chuyện với cụ từ ban nãy mà. Cụ nào? Cụ về ngự đấy. Cụ ngựa. Ngự nào? Tôi đây, Lý trưởng trong mà đây. Ông về rồi ạ. Ông về rồi ạ. Ông về rồi ạ. Ông ơi. Ông đi qua đây. Thế cụ ngựa, cụ thấy ông hợp vía. Cụ nhập vào. Cậu bảo là thích thì nhập thôi. Thật thế à? Mày nói là tao sợn hết cả da gà. Tốt, sợn là tốt rồi. Bây giờ đưa ông về, cho ông đỡ sợn. Mà không có cụ lại nhập nữa đấy. Tôi đi về. Đưa ông về. Khoác vào đây. Đi. Cậu Quỳnh ơi. Anh bảo gì tôi? Cậu làm gì mà cậu cứ bần thần ra như thế? Cậu không về đi nhá. Cụ ngự mà thấy cậu hợp, cụ nhập vào là cậu mệt đấy. Anh Đông này. Dạ. Anh có tin là ở đây có ma thật không? Chuyện này tôi cũng không dám chắc. Nhưng mà sao cậu lại hỏi thế? Không có gì đâu. Thế ông Lý nhà mình đã bị như thế này bao giờ chưa? Chưa. Đây là lần đầu tiên cụ Lý bị nhập đấy. Nhưng mà cái tin ngôi miếu hoang này có ma ấy, vào cách đây khoảng hơn một tháng. Chính xác là từ cái lúc cô Hến về làng. Mà
cậu không biết gì à? Bây giờ tôi mới biết đấy. Tôi hiểu rồi. Cứ vào ngày rằm hoặc mùng 1, ở trong miếu cứ lập lòe, léo lắt những ánh đèn, rồi có những cái tiếng nói chuyện với nhau ở trong miếu, khiến cho dân làng đi qua hoảng sợ. Rồi từ đó không dám làng vàng ở quanh miếu nữa, vì sợ bị nhập hồn, không siêu thoát được. Sao cậu đánh tôi? Là anh Đông à? Chả là tôi thì là ai? Tôi xin lỗi, tôi tưởng này. Mong nhập. Mong nào? Chẳng qua là tôi kể cái ngữ điệu như thế cho nó truyền cảm. Tôi hiểu rồi. Dạ, anh Đông, anh có tin là tôi bắt được ma không? Cậu bắt được ma? Tôi chả tin. Chờ đấy. Hến đi rồi, nhớ Hến quá. Em cũng nhớ Lý lắm ấy. Công nhận là Lý giỏi thật đấy. Chắc là cả cái làng bồn này mới có một mình Lý mới nghĩ ra cái trò ma quỷ đấy thôi. Công nhận là Lý giỏi thật. Bây giờ chỉ có phải thách cả thằng chồng em với cả con máy già nhà Lý cũng không thể ngờ tới. Em yêu Lý quá. Không giỏi, không giỏi mà anh để làm Lý trưởng được ở cái làng bồn nè. Cứ mãi như thế này thì thích Lý nhờ. Cả cái làng này, cả cái tổng này chả ai biết được mình là hai con ma thế nhỉ. Cậu Quỳnh ơi, đang giữa trưa, cậu gọi tôi ra miếu hoa có cái chuyện gì ạ? Anh làm cái gì mà run như cầy sấy thế? Anh về báo bà Lý tới đây gấp để bắt ma nhà họ Lý. Ma loại gì mà lại nhà họ Lý ạ? Từ nay đây sẽ là không gian riêng của chúng mình, tha hồ mà thú ý. Thế vậy mấy bữa anh lên tỉnh đi nhớ mua hột xoàn cho em, nhớ mua vải vóc váy đẹp cho em nhé. Không phải chờ mấy hôm nữa đâu, có luôn đây này, cứ ngoan ý, là cái gì cũng có. Trời ơi, tránh nắng chứ mà. Nó say nắng hay là ông say nó hả? Say nắng, say nắng. Này, không có chuyện gì đâu. Nhà bác đối kìa, nhanh nhỉ. Nhanh cái gì? Thì đấy, mới ngày nào mua một con trống, một con mái, hai con đỏ hỏn ấy. Thế mà bây giờ
đang bán gà kia kìa, kêu ế nhỏi kia kìa. Bù nó này, hay là để tôi lên chợ mua một trống một mái về nhân giống. Thôi, không biết đường nào mà lần đó thầy ạ. Người ta bán gà thì mừng, chứ cái nhà bóc đối mà bán gà khéo còn không đủ tiền giống. Là nhà thế nữ là như thế nào? Tôi không hiểu. Thì tại cái lão lãm chứ sao nữa. Đến nhà người ta mua gà, nói là mua vậy chứ toàn ăn cướp thôi. Ôi dồi, dạ bẩm ông ạ. Dạ bẩm ông con xin ông ạ. Quần ra. Dạ vâng, nhưng mà dạ thưa ông là cái con gà này mà con nuôi nó lâu lắm ạ, tốn kém lắm ạ, bao nhiêu năm nó mới được lớn từng này đấy. Mà con ông nuôi nó. Ông không nghe mày trình bày, đi ra đằng kia. Dạ nhưng mà dạ bẩm ông là con đã nói cái gì đâu ạ. Con chưa hề nói cái gì ạ. Dạ con nuôi con gà này từ cái hồi mà nó chỉ là một quả trứng bé tí 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 thôi. Con ấp mãi à, con cho nó vào cái ổ được con ấp ấy mà, nó mới lớn được từng này. Bây giờ mà ông mang đi ông ơi, hay là ông giả con thêm một vài xu đi ông. Đi ra đằng kia. Dạ. Ông dạ, đại ông... giá quang lâm đến dạ. Đây ông lấy con gà này là phúc tổ 70 đời cho nhà mày nhá. Dạ. Đừng dạ, cho dạ. Mà cản ông. Dạ nhưng mà thưa ông không cho con một đồng nào, thế mà ông cứ lấy không như thế này thì không được ạ. À? Ông cứ cho con xin vài xu đi. Chứ con đi ra đằng kia. Dạ bẩm ông đã. Ôi dạ bẩm ông ạ. Là cường hào ác bá, tức không chịu được. Gớm, thầy chỉ được cái đó là hay thôi. Thầy nhiều chữ lắm mà. Con giỏi thì đi sang đấy lấy lại gà cho vợ chồng nhà bác đối đi, chứ đứng đây nói chỉ có một mình tôi nghe thôi. Bù nó nhá, cứ đứng đấy nhá, chờ đấy mà xem. Một đàn một đống thì rồi ông đem ông bán ăn làm gì phí. Sao nó lại có cái chiếc cuốc mà nó lại mới tinh tình thế này nhỉ? Sao nó lại có mỗi một chiếc thì vứt nó đi chứ còn sao. Ông vứt nó đi rồi con ạ, ông về ông sẽ nuôi cho mày lớn, mày sẽ đẻ đàn đẻ đông ra rồi ông bán ông lấy tiền ạ. Sao cái chiếc guốc này nó lại biết chạy nhỉ? Sao vừa nãy mình thấy nó ôi trời ơi, đúng rồi. Nó là một đôi chứ nó là gì nữa. Úi trời ơi, đây rồi. Úi trời ơi, vừa xin. Ái trời ơi, vừa được cả gà mà ông lại còn được cả guốc. Thế cái con gà bỏ mẹ nó lại đi đâu rồi nhỉ? À tôi chết rồi. Con này hẳn là gà quen đường cũ, nó lại chạy lại chỗ đấy rồi. Lại mất công ông Lý. Thầy nó giỏi thế. Làm thế nào để lấy được gà về đấy? Tôi mà lấy. Nhiều chữ thì phải biết lấy cái chữ ra mà sử dụng chứ, đúng không? Thôi, bù nó cầm con gà sang trả cho nhà bác Hối đi. Tội bác ý. Dạ vâng ạ. Con mẹ này, hả? Dạ, vợ chồng chúng mày giấu con gà của ông ở đâu? Dạ bẩm ông này, con vợ chồng con này rõ ràng là con gà nhà con là bị ông mang đi mất rồi ạ. Cầm, ông vừa mới để nó ra đấy. Gà quen lối cũ, 100% là nó chạy về đây. Hết vì mắt trước mắt sau là ông không trông thấy nó đâu hết cả. Dạ bẩm ông là oan vợ chồng con quá. Rõ ràng là con nhìn thấy con gà của con là bị
bị ông chó chặt hai chân làm sao mà nó chạy về nhà con được à? Cấm, dạ vâng, cấm cái. Dạ. À, con đấy thì kể cả nó có mất rồi thì dạ, ông sẽ phải bắt con khác để ông bắt đền nhà. Dạ 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 vâng. Thôi thôi con xin ông, con lạy ông mà nhà con không còn con nào nữa đâu ạ. Thì dạ. Dạ dạ vâng. Ôi ông ơi ông. Ông ơi ông, con cắn đầu cắn cổ con lạy ông mà ông đừng bắt cả nhà con ạ, ông ơi. Tuy mày không phải là con cũ của ông nhưng mà ông vẫn được lãi cái đôi guốc ấy. Giá mà còn cái con gà cũ thì có phải là ông vừa được đôi gà, ông vừa được đôi guốc không? Tiếc quá. Con dành con, nó chui vào kia để nó đẻ mày ạ. À. Gà ơi, đợi ông nhé, ông đến đây con ơi. Yên 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 yên. Nào, ngoan ngoan nữa ông Trương. Gà ơi, ông đến với mày đây. Ôi nào, đâu đang nằm ở đâu. Xin lỗi ông này, nhé. Mày con đang chặt củi đầu kia nghe ông gào ầm cù tỏi, không biết có chuyện gì thì có chuyện gì hả ông? Mày có thấy cái con gà với cái đôi guốc ông để ở đây không? Có đấy ông này. Đâu? Đây. Hiện thân của gà đấy. Vớ vả vớ vẩn. Dạ. Mà đúng rồi. Mày chui ngay vào cái bụi kia. Dạ. Mày lôi cổ cái con gà mái của ông ra đây cho ông. Trong cái bụi gai kia. Ừ. Ôi ôi ôi, ông ơi. Không những là gai mà còn là gai cây mây nữa. Này. Chân đất mắt toét như con vào đấy có mà nát chân. Mẹ cha nhà mày. Này đây. Đi vào. Ông này. Thế thì ông chưa hiểu con rồi. Con nói thật với ông. Con tuy nghèo nhưng mà rất là sang. Con nghèo nhưng con không hèn. Con nói thật với ông. Cái tính của con ấy. Mày nha, có thể nhanh nhanh lên tí được không? Ý của con tóm lại là như thế này. Con chỉ dùng cái đồ của con thôi. Chứ ba cái đồ mà đi mượn là con không dùng. Nhỡ đâu nó hỏng thì ông bắt đền con à? Chui này. Ông cho mày luôn. Mày chui vào bắt con gà cho ông. Ông nhớ nhá, ông nhớ. Giữ lời nhá. Nhanh lên con. Nó đâu rồi? Mày nhanh lên cho ông cái. Làm gì? Mày chui vào bụi ô hay bắt gà ra cho ông. Thôi, không về vào đấy nữa đâu. Thế sao lại không vào? Lúc nãy ấy, con chặt củi ở bên kia thì con nhìn sang bên này thấy có đôi con gà mái. À, đúng không? Ừ. Cái loại mà tầm hơn cân ấy. Đúng rồi, đúng. Ừ. Gà của ông. Hai con gà mái nó cất cánh. Ừ. Nó như này. Đấy, xong nó như này này. Đấy, xong nó như này nó cao dần nó bay về trời rồi. Mẹ cha nhà mày. Gà nào nó bay được lên trời? Chơi ông, chị con hỏi ông nhá. Ông đã bao giờ thấy con cá chép ấy nó hóa rồng chưa? Mà người ta bảo là cá chép vượt Long Môn. Mẹ nói ngắn thôi. Nhanh được con bắt gà. Tóm lại là ông có tin không? Ông có tin là cá chép hóa rồng không? Thì có. Tin đúng không? Ừ. Thì con gà nó cũng thế. Bây giờ con gà nó đã trở thành cánh tiên cánh phượng rồi. Chả phải ông cũng vẫn hay bảo là làm cho ông con gà thành cánh tiên cánh phượng à? Bây giờ nó thành tiên thành phượng nên nó bay về rời là đúng rồi. Này, lên rời mà tìm nhá. Nhá. À, thôi. Thôi, ông ơi. Rất là hợp, rất là đẹp. Thôi con xin nhá. Con xin ông. Sao lại gà thế nào mà nó lại bay lên trên đấy được nhỉ? Mẹ cha cái con ăn trộm. Ai à? Ôi trời, chết tôi rồi. Thằng danh con kia. Thằng danh con kia đứng lại cho ông. Trời ơi.